kỵ sĩ Lý Nghị dưới cơ duyên xảo hợp thành công nghịch tập, nhân sinh lại cất cánh. Đối mặt xinh đẹp hiền lành vợ trước, thanh xuân xinh đẹp em vợ trước, chân dài nghe lời nữ thư ký, dáng người nóng bỏng nữ luật sư, đơn thuần đáng yêu nữ kỵ sĩ. Chương 1 Lão bà ngươi hẳn là bị nhét vào lòng heo ngâm xuống nước. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Nghị 35 tuổi đứng bên bờ đông hồ. Hắn mặc một cái áo khoác kangaroo màu vàng, bên cạnh đổ một chiếc xe điện cũ. Gió hồ xào sạc đầu thu, nhìn hồ nước cuồn cuộn, trong lòng Lý Nghị ngủ vị tạp trần. Một năm trước, Lý Nghị sự nghiệp có chút thành tựu, ở Giang Thành có xe có nhà, xuất thân hơn 10 triệu. Anh còn có một người vợ xinh đẹp ôn nhu lại trung trinh, cùng một đứa con trai ruột. Lý Nghị vốn tưởng rằng gia đình mỹ mãn và cuộc sống hạnh phúc dài lâu, ai ngờ hắn đột nhiên bị anh em tốt cùng nhau gây dựng sự nghiệp đâm sau lưng cuối cùng rơi vào kết cục tán gia bại sản, thê ly tử tán. Về phần hảo huynh đệ tại sao lại đâm lý nghị, đó đương nhiên là bởi vì tiền. Rất nhiều tiền. Nhiều như một mục tiêu nhỏ. Lý nghị cũng từng để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi lại là mình, có thể vì một trăm triệu mà phản bội hảo huynh đệ của mình hay không? Trong lòng hắn tự có đáp án, nhưng hắn không nói rõ với mình. Lý Nghị mắc nợ chồng chất không hề có tiền đồ nhìn một hồ thu thủy, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ý nghĩ nhất quyết bách khai toán cầu. Nhưng ý nghĩ ngu xuẩn này chỉ xuất hiện trong đầu hắn vài giây, Lý Nghị liền tự mình khuyên bảo. Trước mắt tôi lăn lộn rất thảm, nhưng chỉ cần kiên cường sống, cố gắng, cuộc sống có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Hơn nữa còn có khối người thảm hại hơn tôi. Ví dụ như người gần đây trên tin tức kia, nuôi ba đứa con, cũng không phải là người đàn ông ruột thịt của mình, anh nón xanh kia mới thật sự thảm. Huynh đệ, cho mượn một chút. Một thanh âm trầm thấp cắt đứt suy nghĩ của Lý Nghị, hắn theo tiếng nhìn lại, là một người đàn ông trung niên mặt xám như tro tàn. Lý Nghị nghiêng người, để cho nam nhân đi lên cầu tàu bên hồ. Chỉ thấy nam nhân không nhanh không chậm đi tới giữa cầu tàu, sau đó dựng chân ở nơi đó. Đang lúc Lý Nghị cảm thấy mình đã gặp qua người đàn ông trung niên này ở đâu, người đàn ông bỗng nhiên nhảy xuống hồ đậu má hắn chính là anh cắm sừng trên tin tức lý nghị theo bản năng cởi áo khoác móc sạch túi quần đi rớt dày cũng theo nhảy vào trong hồ rất nhanh ở trong hồ nước lạnh lẽo lý nghị liền phát hiện mình chỉ biết bơi lội mà thôi căn bản không có năng lực cùng khí lực cứu người trong nước anh nón xanh chẳng những dáng người khôi ngô tương đương với lý nghị hơn nữa anh ở trong nước không có một chút ham muốn cầu sinh Lý Nghị nhiều lần nâng anh lên khỏi mặt nước, anh đều tùy ý mình chìm xuống lần nữa. Lý Nghị biết khí lực của mình sắp cạn kiệt. Còn lăn qua lăn lại như vậy một hồi, chẳng những anh nón xanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính anh cũng không nhất định trở về trên bờ. Cái khó ló cái khôn. Lý Nghị ra sức nâng anh nón xanh lên khỏi mặt nước, vừa phun nước vừa hô. Phốc phốc, huynh đệ ngươi nếu như chết như vậy, phốc, giang phu dâm phụ, phốc ngẫm lại bọn họ được bao nhiêu vui vẻ, phốc phốc phốc. Nghe được lời nói của Lý Nghị, anh nóng xanh phản phất như bị điện giật, lập tức bừng tỉnh trong hồ nước. Chỉ chốc lát, hai người đàn ông trung niên toàn thân ướt đẫm liền dìu nhau leo lên bờ hồ. Thở đều hơi về sau, Lý Nghị mở miệng hỏi. "Huynh đệ, ngươi chính là gần đây tin tức trên đầu đệ Trần Mộ a." Người đàn ông gật đầu. "Tôi tên là Trần Sĩ Nghiệp, cảm ơn anh em đã cứu tôi một mạng." lý nghị thấy trần sĩ nghiệp đưa tay phải tới liền đưa tay nắm lấy tôi tên là lý nghị không khách khí cứu người một mạng thu được phù đồ hệ thống phù đồ hệ thống áp đã tự động cài đặt đến ký chủ điện thoại di động chi tiết xin xem xét phù đồ áp nghe được bên tai hệ thống nhắc nhở âm lý nghị chỉ sửng sốt một giây liền lập tức buông trần sĩ nghiệp tay vừa lăn vừa bò đứng dậy đi tìm chính mình vừa mới còn ở bên bờ điện thoại di động Lý Nghị vẽ mặt nghiêm túc từ trên bãi cỏ nhặt lên điện thoại di động của mình. Sau đó hít một hơi thật sâu và vân tay được mở khóa. Áp của một biểu tượng Phật Tháp bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Lý Nghị dùng ngón tay rung nhẹ nhẹ click vào biểu tượng Phật Tháp, một giao diện áp đơn giản lập tức mở ra. Đẳng cấp Một người cưỡi ngựa chỉ thưởng Mỗi đơn thưởng 50 tệ, loại đơn đặt hàng không giới hạn, không bao gồm đơn vượt thời gian đơn giả, nhiệm vụ. Vì Trần Sĩ Nghiệp chủ trì công đạo, nhiệm vụ tiến độ. Không phần trăm, thành tựu. Tạm thời không số dư. Không, Lý Nghị liếc mắt một cái liền quét xong toàn bộ nội dung áp phù đồ này, tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh đi một đoạn. Khanh cha hệ thống chẳng những không có để cho ta lập tức phất nhanh đi lên nhân sinh đỉnh phong, còn muốn ta tiếp tục làm kỳ sĩ đưa thức ăn bên ngoài. Lý Nghị nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động, làm vài cái hít sâu, điều chỉnh thoáng một phát tâm tính. Anh nghĩ, mỗi đơn thưởng 50 tệ, nếu mỗi ngày gan tôi 50, 60 đơn, một tháng cũng có gần 100.000 tệ. Hơn nữa trong app còn viết đẳng cấp, một nhiệm vụ, thành tựu, vân vân, cũng chính là nói rõ ta còn có thể thăng cấp. Lúc này, Lý Nghị quay đầu lại nhìn Trần Sĩ Nghiệp còn ngồi yên bên bờ, nghĩ hai người bọn họ coi như là tân nhân lẫn nhau. Anh đóng màn hình lại, cất điện thoại di động vào túi, trở lại bên cạnh Trần Sĩ Nghiệp. "Trần huynh đệ, ngươi như thế nào không nghĩ biện pháp đi báo thù rửa hận, mà lựa chọn tại này đông hồ lý buông tha chính mình?" Trần Sĩ Nghiệp xấu hổ đem tầm mắt chuyển hướng mặt hồ, nói: "Trên mạng những người kia mắng không sai, ta chính là cái bất lực phế vật." Lý Nghị vỗ vỗ bả vai Trần Sĩ Nghiệp, an ủi nói: "Trần huynh đệ ngươi đừng nghĩ như vậy." Ngươi chỉ là người bình thường, là người tốt bụng có quá ít nước xấu. Nhưng người tốt không nên bị bắt nạt một cách ngẫu nhiên. Ta sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Nghe xong lời nói của Lý Nghị, Trần Sĩ Nghiệp hơi hoang mang quay mặt lại. Hắn thấy sắc mặt Lý Nghị nghiêm túc nhìn về phía mặt hồ, trong ánh mắt lóe ra hàng quang như ẩn như hiện, nói ra. Loại người như vợ anh, hẳn là bị ngâm trong lòng heo. Chương 2 Xinh đẹp cô em vợ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trần Sĩ Nghiệp nghe được sửng sốt, khẽ há miệng không biết tiếp lời Lý Nghị như thế nào. Lý Nghị mỉm cười nói với hắn. Bây giờ còn chưa phải lúc thảo luận những chi tiết này, huynh đệ nếu tin tưởng ta, sau này nghe ta an bài là được. Trần Sĩ Nghiệp suy tư một lát, liền gật đầu thật mạnh với Lý Nghị. Sau đó hai người lại trao đổi ngắn ngủi trong chốc lát, rồi ai về nhà nấy. Lý Nghị nhanh chóng trở lại phòng đơn mình thuê, sau khi thay quần áo sạch sẽ, liền lập tức lấy điện thoại di động ra quét mặt login, ra cửa chạy hóa đơn. Xin chào, đây là đồ ăn của ngài, mời ngài cầm lấy. Lý Nghị nhấp vào chuyển phát, hoàn thành một đơn hàng, sau đó lập tức chuyển sang app phụ đồ. Số dư 50 đồng, anh lập tức nhấn nút trút tiền. Không đến một giây, liền nhận được tin nhắn từ tài khoản ngân hàng đến tài khoản 50 tệ. Lúc này, Lý Nghị thở ra một hơi thật sâu. Lão tử ta thật sự đạt được hệ thống thiên hạng, lão tử ta muốn bắt đầu lật ngược tình thế. Nhưng mà, Lý Nghị lại bỗng nhiên nghĩ tới trên người mình đeo các loại nợ nần, tổng cộng hơn 3 triệu. Dựa theo trước mắt hệ thống giúp ta kiếm tiền năng lực, không ngày không đêm đưa thức ăn bên ngoài, đại khái cũng muốn 3 đến 4 năm mới có thể trả xong sổ sách. Hắn cười khổ lắc đầu. Trước không nghĩ nhiều như vậy, làm là xong sau đó, Lý Nghị bắt đầu tâm không tạp niệm chạy đơn kiếm tiền. Một kỵ sĩ bình thường, có lúc đơn hàng 3 đồng 5 đồng cũng phải chạy, 8 đồng 10 đồng coi như là đơn hàng không tồi. Gặp phải thời gian đặc thù, thời tiết đặc thù, nền tảng giao hàng đương nhiên cũng sẽ có hoạt động trợ cấp. Mỗi đơn hàng bổ sung thêm mấy đồng. Nhưng so với phúc lợi của hệ thống, chỉ giải thưởng 50 đồng một đơn, bất cứ hoạt động nền tảng nào cũng yếu ớt nhìn số dư trong app không ngừng tăng trưởng, Lý Nghị càng làm càng có sức, liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày giao hàng trên 12 tiếng đồng hồ. Dưới sự gia trì của hệ thống, một hơi liền kiếm được 3 vạn đồng. Hôm nay chạy xong giờ cao điểm buổi trưa, Lý Nghị đơn giản ăn bát mì khô nóng, liền cưỡi lừa điện trở về phòng trọ nghỉ trưa. Còn chưa tới cửa, Lý Nghị liền xa xa nhìn thấy một cái dáng người yếu điệu cô nương đứng ở trước cửa phòng, rõ ràng là đang chờ chính mình. Cô gái này cũng không phải người ngoài, chính là em vợ của Lý Nghị. Tống Hiểu Mẫn Trên người cô là một chiếc áo len màu xanh đậm bó sát người hở vai, một chiếc quần jean vừa vặn hoàng mỹ phát họa đường công chân trẻ trung thon thả của cô. Kiểu tóc đầu viên cũng không nghiêm, đem cổ cao to cùng bờ vai trắng nõn của Tống Hiểu Mẫn triển lộ không bỏ sót. Hiểu Mẫn Cậu không ở trường học đợi cho tốt chạy đến chỗ tôi làm gì? Tống Hiểu Mẫn nhìn thấy Lý Nghị trở về, vẻ mặt vui vẻ nói tỷ phu hôm nay là cuối tuần không có tiếc ta đến xem ngươi nha lý nghị vừa mở cửa vừa tiếp nhận túi nhựa trên tay tống hiểu mẫn sao còn mua nhiều đồ ăn như vậy vừa vào cửa tống hiểu mẫn liền cười hì hì nói em giúp anh dọn dẹp phòng trước sau đó làm cơm tối cho anh anh rể anh ở một bên nghỉ ngơi là được lý nghị cũng không già mồm cải láo mở một lon coca lạnh sau đó đặt mông ngồi ở trên sofa cũ. Hắn vừa nấc cục, vừa nhìn Tống Hiểu mẫn bận trước bận sau, nghĩ thầm. Hai chị em Tống gia tướng mạo dáng người thật sự là quá giống nhau, Tống Hiểu mẫn năm nay 21 tuổi cùng vợ mình lúc còn trẻ, quả thực là cùng một khuôn đúc. Tống Hiểu mẫn quét đất xong, lại cuối người thu dọn bàn trà nhỏ trước mặt Lý Nghị. Hương hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, không ngừng bay vào mũi Lý Nghị, cảnh xuân trong cổ áo, cũng trong lúc vô tình hiện ra trước mắt anh. Lý Nghị lập tức nghiêng mặt dời đi tầm mắt. Dọn dẹp phòng xong, Tống Hiểu Mẫn bắt đầu cầm điện thoại di động, vừa xem video vừa học nấu cơm. Anh rể, món sườn này em thật sự không giải quyết được. Tống Hiểu Mẫn xoay người, thè lưỡi nói với Lý Nghị, anh tới giúp em làm một chút đi. Lý Nghị chỉ cười cười cũng không nhiều lời, buông coca xuống, đứng dậy tiếp nhận tạp về trong tay Tống Hiểu Mẫn trong lúc lý nghị nghiêm túc nấu cơm tống hiểu mẫn bên cạnh khi thì cầm điện thoại di động kiến ngôn hiến sách khi thì thân mật chen chúc bên cạnh lý nghị nếm thử đồ ăn trong lúc thì thì náo nhiệt một mặn một chay một canh liền mang lên bàn trà nhỏ ân tỷ phu ngươi làm món sườn kho tàu thật sự là quá ngon ta trù nghệ xem ra là rất khó vượt qua ngươi lý nghị nhìn vẻ mặt thỏa mãn của tống hiểu mẫn vui vẻ nói thèm thì tới tiền anh làm cho em là được sau khi ăn liền mấy miếng sườn, Tống Hiểu Mẫn đột nhiên dừng đũa, vẻ mặt đau lòng nhìn Lý Nghị nói. Anh rể anh trám nắng không ít, hơn nửa người lại gây đi. Này, chạy bên ngoài phơi nắng phơi nắng rất bình thường. Công việc hiện tại của em vất vả như vậy, lại ở một mình, ngay cả người chăm sóc em cũng không có. Tống Hiểu Mẫn trái xoan trên mặt tức giận hiện lên. Ta vẫn là không thể tin tưởng, tỷ của ta cương nhiên cùng ngươi nói ly tự ly, còn đem tiểu mục cũng mang đi, nàng quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. Chương 3 Đổi một nhóm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hiểu mẫn Lý nghị nhíu mày, cắt đứt lời cô, đừng nói chị em như vậy, là anh có lỗi trước. Lý nghị đặt bát đổ xuống, nói tiếp. Nửa năm sau khi phá sản, cả ngày tôi uống say như chết, chẳng quan tâm đến hai mẹ con họ. Chị em nói, cho dù chị ấy có thể tiếp tục nhẫn nại với anh chờ anh tỉnh táo nhưng chị ấy không thể để một người cha tồi tệ hủy hoại tuổi thơ của con trai chị ấy tống hiểu mẫn cắn cắn môi dưới trong mắt có lệ quang chớp động nhưng bây giờ em đã tỉnh táo lại cũng không say rượu nữa lý nghị cười khổ nói nếu không là ngươi tỉ mang theo tiểu mục trời khỏi gian thành kích thích ta cũng không biết ta lúc nào tỉnh lại được nhìn tống hiểu mẫn tức giận nước mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt Lý Nghị vội vàng nói sang chuyện khác. Nói sườn tôi làm ăn ngon còn không mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất. Ăn cơm tối xong, Lý Nghị đưa Tống Hiểu Mẫn về trường học. Anh rể, nếu không anh đạp xe đưa em đến trường đi, em có thể đi ít đường một chút, còn có thể tiết kiệm tiền tàu điện ngầm. Lý Nghị hơi nhướng mày. Ban đêm đạp xe hơi lạnh, cậu mặt cũng không dày. Tống Hiểu Mẫn vẻ mặt vui vẻ, một tay khoát cánh tay cậu, mùi hoa nhài quen thuộc cũng đánh úp về phía Lý Nghị. Em trốn phía sau anh là được. Đường phố Giang Thành bóng đêm rã rời, hai người Tống Lý cưỡi con lừa điện nhỏ, không từ không nhanh chạy. Tống Hiểu mẫn hai tay vòng quanh eo Lý Nghị, thân thể cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều dán sát vào sau lưng hắn. Cách mấy tầng trang phục mùa thu mỏng manh, Lý Nghị rõ ràng cảm giác được, tiểu nha đầu năm đó, hiện giờ thật sự trưởng thành thành đại cô nương. Người đàn ông già, Lý Nghị kinh nghiệm xa trường này, đương nhiên nhìn ra được tình cảm dị thường của cô em vợ trẻ tuổi đơn thuần đối với mình. Nhưng trong lòng hắn cũng không có tạp niệm dư thừa gì. Ít nhất là chưa. Không bao lâu, con lừa điện nhỏ liền dừng ở cổng trường đại học Giang Thành. Lý Nghị đưa mắt nhìn Tống Hiểu mẫn đi vào trong trường học, nhưng nàng lại dừng bước trước đền thờ Học đại hán võ lập quốc, quay người lại nói với Lý Nghị. Anh rể anh đưa đồ ăn bên ngoài không cần quá vất vả phải chú ý nghỉ ngơi em còn một năm nữa là tốt nghiệp có thể làm việc kiếm tiền cùng anh để trả nợ lý nghị lắc đầu nợ của ta tự ta trả không cần ngươi anh rể cho em học trung học phổ thông lại cho em học đại học em biết mình nên làm như thế nào tống hiểu mẫn nói xong cũng không quay đầu lại chạy vào trường học sáng hôm sau sau khi rửa mặt đơn giản Lý Nghị làm việc liên tục nhiều ngày vẫn nhiệt tình mười phần như cũ, nhảy lên con lừa điện nhỏ của mình ra ngoài chạy hóa đơn. Chỉ một giờ cao điểm buổi trưa, Lý Nghị đã hoàn thành 22 đơn đặt hàng, hệ thống, số dư, lại tăng thêm 1.100 khối. Anh mở app phụ đồ, sau đó nhấp vào trích xuất, tiếp theo nhận được tin nhắn. Thẻ ngân hàng của bạn đến 1.100 đô la, số dư tài khoản. 35, 423, 54 Hoàng Kangaroo Bình Đài Đan Vương mỗi tháng cũng bất quá 3,4 vạn thu nhập, ta bây giờ nhưng là 10 ngày liền kiếm lời hơn 3 vạn. Khóe miệng Lý Nghị nhếch lên nhấp vào lo cút. Lao giật kết hợp, hôm nay kết thúc công việc. Cửa sau quảng trường vạn khoa, Lý Nghị nhàn nhã bước vào ăn cơm trưa. Anh chọn một cửa hàng nhỏ ba nước hầm, gọi một cái nồi nhỏ có mặn có chay 48 tệ thêm cơm cho mình. Lý Nghị vừa mới chuẩn bị quét thanh toán, đột nhiên lại đóng Alipay, mở áp chuột túi vàng, tìm kiếm ưu đãi mua sắm của cửa hàng này. Cuối cùng Lý Nghị lấy giá 39 tệ mua theo đoạn, ăn được cái nồi nhỏ 48 tệ này. Lúc trước Lý Nghị cũng từng tiêu tiền như nước, không thèm để ý những người tiểu ưu tiểu huệ này. Nhưng sau khi chạy bên ngoài, hắn sâu sắc cảm nhận được gian khổ kiếm tiền. Ba đồng năm đồng, đều không dễ dàng. Tuy rằng hắn hiện tại đạt được thiên hàng hệ thống, kiếm tiền năng lực trên diện rộng tăng lên, nhưng là tiết kiệm thói quen tốt trong chốc lát là sẽ không thay đổi. Sau khi ăn uống no đủ, Lý Nghị lại đem nửa nồi thức ăn còn lại đóng gói. Sau đó hắn sách hộp đóng gói, tản bộ đi tới vạn khoa quảng trường bên ngoài, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, lười biến phơi nắng. Nhìn những người cưỡi ngựa khác ra vào quảng trường vạn khoa, bóng dáng bận rộn, Lý Nghị sinh lòng cảm khái. Lúc này, một mỹ nữ dáng người nóng bỏng hấp dẫn ánh mắt mọi người cô mặc váy ngắn bó sát người màu đen vài khoác một cái áo khoác da ngắn hai chân thon dài bị tơ đen phát họa ra đường cong mê người giày cao gót đế đỏ trên chân thì làm cho bước chân của cô càng thêm thước tha cặp đùi đẹp tơ đen là thứ đâm trúng lý nghị nhất tục ngữ nói no ấm nhớ dâm dục lý nghị thật lâu cũng không nếm qua thức ăn mặn trong nháy mắt trục trịch hắn nghĩ nghĩ số dương ngân hàng của mình Quyết đoán lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số đã lâu không liên lạc. Ờ, Lý Tổng, đã lâu không liên lạc với tôi. Một mực ở nơi khác đi công tác, gần đây mới trở về Giang Thành. Lý Nghị thuận miệng qua loa tắt trách nói, vương quản lý, vạn khoa quảng trường phụ cận có chỗ tốt sao. Không bao lâu sau, Lý Nghị đi vào một khách sạn đường Mỹ Đạt, đi thang máy lên tầng 12. Ra khỏi thang máy, dẫm lên thảm dày, lặng lẽ đi qua hành lang sau đó đi cầu thang phòng cháy chữa cháy lên tầng 13. Một tên mập mặt đầy nụ cười đã sớm nghênh đón ở đầu cầu thang lầu 13. Lý Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Sau đó, Lý Nghị bị mập mạp dẫn tới một gian phòng ánh sáng lờ mờ. Lý Nghị vừa ngồi xuống, một loạt nhân viên kỹ thuật mập mạp gầy gò đi tới trước mặt hắn. Sau đó chính là làm theo thông lệ. Báo số, nghệ danh và quê quán giả. Lý Nghị ngồi ở trên ghế giả bộ trấn định, không ngừng để cho huynh đệ của mình bảo trì bình tĩnh. Sau khi làm bộ như Vân Đạm Phong khinh quan sát một phen, hắn rốt cục là nói ra ba chữ đã lâu không gặp kia. Đổi một nhóm khác. Ai ngờ vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở âm liền ở bên tai hắn vang lên. Đạt được thành tựu. Đổi một nhóm điểm kinh nghiệm về 100 điểm, đẳng cấp tăng lên. Chương 4 Luật sư Lý Khiết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Nghị bất chấp quan sát một nhóm nhân viên kỹ thuật mới tới, mà nghiêm túc nhìn chầm chầm điện thoại di động của mình. Đạt được thành tựu. Đổi một nhóm, điểm kinh nghiệm về 100 điểm, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp. Hai người cưỡi ngựa chỉ thưởng. Mỗi đơn thưởng 100 tệ, loại đơn đặt hàng không giới hạn, không bao gồm đơn vượt thời gian, đơn giả, nhiệm vụ. Vì Trần Sĩ Nghiệp chủ trì công đạo, Nhiệm vụ tiến độ. 0% thành tựu. Đổi một nhóm số dư. Không thành tựu mới. Nâng cấp dễ dàng như vậy, phần thưởng tăng gấp đôi cho mỗi đơn hàng. Quản lý béo thấy Lý Nghị chỉ lo chơi điện thoại di động, nửa ngày không ngẩng đầu, đành phải tươi cười tiến lên nói. "Lý tổng, đổi cho ngài một nhóm mới, ngài xem có vừa mắt hay không?" Lý Nghị lúc này mới để điện thoại xuống, tâm tình thật tốt nói: ta muốn gặp đạo sư huấn luyện của các ngươi, tìm hiểu trình độ kỹ thuật cao nhất của các ngươi. Hai giờ sau, Lý Nghị tinh thần sảng khoái đi ra khỏi khách sạn đường Mỹ Đạt. Tuy giá 1.600 ở Giang Thành có hơi cao, nhưng kỹ thuật của người ta rất tốt, đáng giá. Tiếp theo Lý Nghị mở uy chát, tìm được một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc. Đại luật sư, có việc tìm anh hỗ trợ, lúc nào rảnh gặp mặt một lần. Không bao lâu, đối phương liền trả lời tầng 21 tòa nhà Giang Đằng, văn phòng luật sư cầm đại, bây giờ rảnh. Lý Nghị nhìn tin tức vui vẻ nói. Vẫn là cái tính cách ngay thẳng lại mạnh mẽ vang dội kia. Anh thu hồi điện thoại di động, đạp xe đến chỗ ở của Trần Sĩ Nghiệp trước, cùng Trần Sĩ Nghiệp ngồi tàu điện ngầm đi tới cao ốc Giang Đằng. Trần Đại ca, em đi lên tâm sự với bạn học cũ. Anh ở cửa hàng tiện lợi La Sâm bên cạnh mua chai nước, chờ điện thoại của em. Trần Sĩ Nghiệp gật gật đầu với Lý Nghị. Được, Lý Huynh Đệ. Thang máy đi tới tầng 21, Lý Nghị phát hiện cả tầng đều thuộc về văn phòng luật sư cầm đài. Hắn đi tới trước quầy luật sư. Xin chào, tôi tìm luật sư Lý Khiết, có hẹn trước. Tiểu mỹ nữ ở quầy lễ tân lập tức nhiệt tình dẫn đường cho Lý Nghị. Mời ngài bên này. Lọc bột lọc bột. Tiểu mỹ nữ ở quầy lễ tân gõ nhẹ cửa nói. Luật sư Lý, khách hàng ngày hẹn trước đã đến. Mời vào. Tiểu mỹ nữ ở phía sau Lý Nghị nhẹ nhàng đóng cửa lại. Diện tích văn phòng không lớn, ánh sáng không tệ. Thảm màu xám nhạt, phong cách trang trí đơn giản theo phong cách Bắc Âu. Phía sau một cái bàn làm việc màu đen, ngồi một vị nữ luật sư mặc đồ OL. Vòng trên ngạo nhân của nàng đem áo sơ mi trắng căng đầy, đôi chân dài tơ đen dưới váy bó mông cũng là loại hình tràn ngập thịt cảm tại có được như thế nổ tung dáng người đồng thời, màu đen trồng kính phía sau, dĩ nhiên là một trương cùng tuổi tác không tương xứng khuôn mặt búp bê. Đồng nhan thiết ngươi chính là loại hình Lý Nghị thích nhất. Lý Khiết nhìn chầm chầm vào máy tính, nói với Lý Nghị. Ngồi đi. Lý Nghị kéo ghế dựa ra, ngồi xuống đối diện Lý Khiết. Rất nhanh, Lý Khiết hoàn thành công việc, nhìn về phía Lý Nghị nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi cậu và Tống hiểu tình kết hôn. Nói đi bạn học cũ, chuyện gì tìm tôi hỗ trợ? Lý Nghị cũng không khách sáo. Gần đây đặc biệt nổi tiếng, kết hôn 16 năm, ba đứa con đều không phải thân sinh đầu để tin tức ngươi chú ý sao? Lý Khiết gật đầu. Lúc đầu có chút khó tin, sau đó liên tưởng đến những gì văn phòng luật sư của chúng tôi xử lý hàng năm, hàng trăm vụ án thái quá, cũng không cảm thấy thái quá như vậy lý nghị lập tức nhận được tin nếu như người bị hại trong tin tức này muốn kiện lên tòa án luật sư lý anh có đồng ý nhận không lý khiết nhướng mày như thế nào người này ngươi biết lý nghị đáp hắn tên là trần sĩ nghiệp là một người bạn của tôi ông ấy cần những luật sư giỏi để đảm bảo công lý nhưng tình hình kinh tế hiện tại của ông ấy không tốt lắm nghe đến đó lý khiết cười khanh khách dáng người đẩy đà cũng phập phòng theo anh đây là muốn nhờ tôi giúp anh ta kiện tụng đồng thời phí luật sư còn phải giảm giá chứ lý nghị cười xấu xa gật gật đầu nói như thế nào nha bạn học cũ chuyện này ngươi có giúp hay không lý khiết suy tư một lát rồi đồng ý vụ án này có lưu lượng rất lớn nếu xử lý tốt đối với tôi và văn phòng luật đều có lợi lý nghị nghe xong lập tức gọi điện thoại bảo trần sĩ nghiệp dưới lầu lên sau khi sản khoái ký xong hiệp nghị ủy thác của luật sư lý nghị liền chuẩn bị dẫn trần sĩ nghiệp rời đi ai ngờ lý khiết từ phía sau gọi hắn lại ai lý nghị ta giúp ngươi bề bộn ngươi cũng không mời bạn học cũ ăn một bữa cơm sao trần sĩ nghiệp nghe xong lập tức nói lý huynh đệ bạn học của các ngươi ôn chuyện trước ta sẽ tìm cơ hội cảm tạ lý luật sư trong một gian nhà hàng tiểu xuyên tầm thường hai người vừa uống rượu vừa cao hứng bừng bừng tán gẫu về thời gian vui vẻ trong trường học ngày xưa, còn có các loại chuyện lý thú. Sau khi uống mấy chén rượu, khuôn mặt búp bê hình trứng ngỗng của Lý Khiết đỏ bừng. Lúc tốt nghiệp anh cũng không muốn chia tay với em. Nhưng em biết đấy, anh luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Lý Nghị thản nhiên khoát tay, nói. Lúc đó em muốn ở lại Giang Thành gây dựng sự nghiệp, anh có cơ hội làm việc tốt như bằng thành chỉ có thể nói duyên phận hai chúng ta chỉ có mấy năm đại học. Nghe nói chồng cô là quản lý cấp cao của công ty niêm yết. Lý khiết đầu tiên là gật gật đầu, lại đột nhiên ánh mắt rũ xuống, khẽ thở dài một hơi nói. Ngươi gây dựng sự nghiệp thất bại, còn có ngươi cùng tống hiểu tình ly hôn sự tình, ta đều nghe các bạn học cũ nói. Lý Nghị lại nhắc lời. Lúc mới nhận được quy chát của tôi, có phải tôi nghĩ muốn tìm anh vay tiền không? Lý Khiết bất thình lình bị hỏi đến sửng sốt, sau đó vừa vui vẻ, vừa thẳng thắn nói. Ha ha ha, quả thật. Vậy anh định cho tôi mượn bao nhiêu? Tối đa 20 ngàn. Ta kháo, Lý Đại Luật Sư, chúng ta bạn học cũ sâu như vậy giao tình, cũng chỉ bằng lòng cho ta mượn hai vạn A. Giao tình sâu đậm bao nhiêu? Người bớt đề cao chính mình đi, sau khi cơm nước no nê, Lý Nghị đi bộ đưa Lý Khiết về nhà bởi vì mặt không nhiều lắm lại uống không ít rượu gió lạnh đêm thu thổi qua lý khiết liền theo bản năng ông lấy cánh tay lý nghị lạnh mũi lý nghị trong nháy mắt bị mùi đào mật trên người cô vây quanh một trận xúc cảm mềm mại dày đặc đồng thời từ cánh tay truyền đến hắn không khỏi tâm viên ý mã đứng lên lý nghị vội vàng ổn định tinh thần cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho lý khiết lý khiết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kiên nghị cường tráng của anh ngửi mùi ấm áp quen thuộc trên áo khoác, cũng là sóng tâm lay động. Cô nháy mắt với Lý Nghị, Lý Nghị ăn ý nhìn theo ánh mắt của cô, ven đường chính là một khách sạn hưu tầng. Lý Nghị quay đầu lại, thấy ánh mắt Lý Khiết có chút thẹn thùng nói. Chồng tôi đi công tác ở bằng Thành. Chương 5 Ngụy Võ Di Phong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Loại xe bọ cánh cứng này chủ yếu là mượt mà, xúc cảm tốt, toàn bộ xe tản ra mùi đào mật hai cái đèn lớn cấp e tròn trịa vừa đẹp mắt lại thực dụng làm cho người ta yêu thích không buông tay mở cửa xe ngồi vào trong xe lý nghị ngạc nhiên phát hiện không gian bên trong cũng nhỏ hẹp như trước hơn nửa bên trong xe đơn giản không khí cũng giống như mới tính năng động cơ của bọ cánh cứng rất tốt khiến lý nghị có niềm vui lái xe rất mạnh lý nghị đang đua xe đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở bên tai đạt được thành tựu. Ngụy Vũ Di Phong, điểm kinh nghiệm về 200 điểm, đẳng cấp tăng lên, Lý Nghị lập tức một tay nắm chặt tay lái, một tay đi lấy điện thoại di động của mình. Ai ngờ đầu ngón tay của mình vừa đụng tới di động, di động lại bị Lý Khiết đoạt lấy. Cô cầm di động, cố gắng đổi khí nói. Anh muốn làm gì, không được quay video. Sau khi Ly Y cố gắng hết sức để lập c tricka đồng đội của anh, Ly Di, đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Lúc này hắn mới tìm được cơ hội lấy lại điện thoại di động của mình, mở áp phụ đồ tiến hành xem xét. Đạt được thành tựu. Ngụy Vũ Di Phong, điểm kinh nghiệm từ 200 điểm, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp. 3. Người cưỡi ngựa chỉ thưởng. Mỗi đơn thưởng 200 tệ, loại đơn đặt hàng không giới hạn, không bao gồm đơn vượt thời gian, đơn giả, nhiệm vụ. Vì Trần Sĩ Nghiệp chủ trì công đạo, nhiệm vụ tiến độ không phần trăm thành tựu. Đổi một nhóm, Ngụy Vũ Di Phong, số dư. Không, trong lòng Lý Nghị không khỏi vui như nở hoa. Anh không chỉ dùng giá cải trắng mời luật sư của sở luật sư cao cấp đến kiện Trần Sĩ Nghiệp. Còn nhân cơ hội này ông lại giấc mơ cũ với bạn gái thời đại học của Đồng Nhan, đồng thời thu hoạch thành tựu mới, để cho hệ thống phù đồ thăng cấp. Đây là một mũi tên tam điêu trên mặt chữ. A ha! Ly y ngáp thật to. Liên tục hơn 10 ngày chạy đơn hàng giao hàng vốn không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm 3 trận đấu cường độ cực lớn với Lý Khiết, khiến Lý Nghị đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại. Một đêm không mộng, một giấc ngủ thẳng đến khi trời quang đại sáng. Lý Nghị mông lung mở mắt, phát hiện trên giường bên cạnh trống rỗng. Lý Khiết đứng ở cuối giường, đưa lưng về phía mình mặc quần áo. Cô mặc vào quần lót viền ren màu tím đậm, lại bắt đầu mặc nội y viền ren màu tím đậm trên người tỉnh rồi thì giúp tôi cài nút áo một chút lý nghị sau khi nghe được lập tức tiến lên hỗ trợ luật sư lý đồ lót của anh hơi chật có phải mua nhỏ không lý khiết xoay người lại vừa sửa sang lại dây đeo vai nội y vừa nói ai kiểu dáng yêu thích rất khó mua được cỡ đặc biệt thích hợp tôi cảm thấy mình hơi béo cần giảm cân một chút đối mặt với khe sâu khe hiểm máu mũi lý nghị thiếu chút nữa phun ra hắn xoa mũi của mình nói dáng người đẹp như vậy mà giảm béo làm gì? Lý Khiết nghe xong trong lòng rất hưởng thụ, khó nén ý cười trên mặt. Bất quá sau đó nàng lại biểu tình nghiêm túc nói. Lý Nghị, chuyện tối qua là ngoại ý muốn, sau khi trả phòng, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Nghị gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nói tiếp. Nhưng tối hôm qua không phải là một tai nạn, mà là ba tai nạn. Phúc Lý Khiết không nhịn được cười ra tiếng anh thật đáng ghét, ai ngờ Lý Khiết vừa xoay người tiếp tục mặc quần áo, Lý Nghị liền ông lấy cô từ phía sau. Lý Khiết mặt mang hồng hà, giận dữ nói. Ngươi lại muốn làm gì? Lý Nghị đưa một tay ra, chỉ chỉ đồng hồ trên tường. Bây giờ mới 11 giờ, còn chưa tới giờ trả phòng. Thấy Lý Khiết chỉ đỏ mặt không lên tiếng, Lý Nghị liền đặt cô trước cửa sổ sát đất, hoàn thành đại tứ hỷ khó gặp trên sân bóng. Trước cửa khách sạn Hilton, Lý Khiết ngồi trên xe taxi. Cô đi qua cửa sổ xe, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Nghị. Tôi sẽ nhanh chóng theo dõi vụ án của Trần Sĩ Nghiệp, các anh chờ tin tức của tôi. Nói xong cũng không đợi Lý Nghị đáp lời, lên cửa sổ xe nghênh ngang rời đi. Lý Nghị nhìn đèn đuôi xe đi xa, thì thào lẩm bẩm. Thật là một nữ nhân không đơn giản. Chương 6 Đối phương toàn bộ trách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi tiễn luật sư của đồng nhan thiết nhữ đi, Lý Nghị một bên nghiền nát bốn quả bóng tuyệt vời của mình, một bên lấy lại con lừa điện nhỏ tiếp tục chạy hóa đơn kiếm tiền. Bởi vì hệ thống phù đồ liên tục thăng hai cấp, kỳ sĩ chỉ giải thưởng biến thành 200 khối một đơn, cho nên Lý Nghị chạy xong giờ cao điểm buổi trưa, vẻn vẹn 20 đơn liền kiếm được hơn 4.000. Nhìn áp của mình thấy hài lòng. Đậu má, một giờ cao điểm buổi trưa so với cả ngày trước kiếm được nhiều hơn. Kiếm tiền có đôi khi so với kiếm người còn sướng hơn. Buổi chiều ngày làm việc không có đơn hàng gì, Lý Nghị dứt khoát lo gút, đi tới quảng trường vạn khoa kiếm chút đồ ăn, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Lúc này cửa sau trung tâm thương mại đang tụ tập một đám kỵ sĩ chờ đơn hàng, có Hoàng Hữu Lâm có thường phục, không ít là người quen của Lý Nghị. Hắn dừng xe xong, nhìn một đám kỵ sĩ đang khí thế ngất trời thảo luận cái gì, liền hướng trong đám người một tiểu tử hơn 20 tuổi hô. Ba tử các ngươi nói chuyện gì vậy, náo nhiệt như vậy. Ba tử tên đầy đủ là Lưu Ba, 16 tuổi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã lan bạc ở Giang Thành, biệt danh Giang Thành Bách Sự Thông. À, Nghị ca. Thấy Lý Nghị chào hỏi mình, Lưu Ba vội vàng đi về phía hắn. Hi, không có gì, mọi người đang thảo luận hai ngày nay, mà đồ hoàng kangaroo kỵ sĩ, ba năm kiếm được 102 vạn tin tức. Lý Nghị từ trong túi lấy ra một bao 25 lâu, ném vào trong lòng Lưu Ba. Cho các huynh đệ tản khói. Lưu Ba vui vẻ ra mặt đón lấy điếu thuốc, hiểu chuyện kính lý nghị một điếu trước, châm lửa, rồi xoay người đi về phía các anh em. Này này, đến đây nào, nghị ca lại cho các huynh đệ tản thuốc rồi. Cảm ơn nghị ca. Nghị ca đại khí. Lý nghị ở trong mông ngựa của mọi người đi về phía trung tâm thương mại, lại nghe thấy Lưu Ba ở phía sau hắn hô. Ai nghị ca, Ngươi cảm thấy đưa đồ ăn bên ngoài 3 năm kiếm 102 vạn đáng tin sao? Lý Nghị quay đầu trêu tức nói. 3 năm 102 vạn tính là gì? 3 năm tôi có thể kiếm được 102 ức. Ăn cơm xong, Lý Nghị tiếp tục chạy hóa đơn kiếm tiền. Con lừa điện xuyên qua đường phố Giang Thành, gió thu ào ào, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hiện tại hệ thống cho ta phần thưởng là 200 khối một đơn. Nếu một ngày tôi chạy 50 đơn, có thể mỗi ngày nhập hơn vạn, kiên trì một tháng chính là 300 ngàn. Trong vòng một năm, tôi có thể trả hết nợ. Sau đó trang bị nhẹ ra trận, lại sáng tạo huy. Địch. Đột nhiên, một chiếc BMW Mini rẽ phải tự làng xe máy. Tốc độ xe của Lý Nghị không nhanh, nhưng thắng xe vẫn không kịp đụng vào. Chân phải hắn chạm đất trước, ngay cả người lẫn xe cũng ngã trên mặt đất. Lý Nghị ông chân phải đau nhất, trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy qua. Lúc này một vị tài xế tóc dài từ ghế lái BMW Mini đi xuống, hoang mang rối loạn từ đầu xe vòng qua. Cô nhìn Lý Nghị nằm trên mặt đất, lại nhìn cửa xe phụ bị cạo hoa, tức giận nói. Cậu đạp xe thế nào, xe Mini mới của tôi đụng vào kia. Lý Nghị nghe xong lời của nữ tài xế, ngẩng đầu nhìn lên, là một tiểu mỹ nữ ước chừng hơn 20 tuổi. Cô nương, dáng người cũng không tệ, đáng tiếc không có đầu óc ngươi nói cái gì ngươi mắng ai không có đầu óc đây anh lười nói nhảm với nữ tài xế che đầu gối nhè răng trận mắt nói ra ba chữ báo cảnh sát đi rất nhanh cảnh sát giao thông cưỡi xe máy tới nhìn các loại dấu vết hiện trường vụ tai nạn cảnh sát giao thông liền nói với nữ tài xế cô gái mau gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm xe của cô đi là trách nhiệm của cô hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đạt được thành tựu. Đối phương toàn trách nhiệm, điểm kinh nghiệm 300 điểm, đẳng cấp tăng lên, lý nghị trong nháy mắt cảm giác chân không còn đau nữa. Cái gì mà tôi toàn trách, cảnh sát, có phải anh nghĩ sai rồi không? Cảnh sát giao thông kiên nhẫn giảng giải. Kỵ sĩ đi thẳng bình thường, anh rẽ từ đường xe máy sang đường xe phi cơ, đừng làm người khác ngã. Đương nhiên là ngươi toàn bộ trách nhiệm nữ tài xế tức giận bất bình nhưng sáng sớm tôi đã bật đèn chuyển hướng tại sao anh ấy không cho tôi cảnh sát giao thông cô gái bật đèn chuyển hướng rẽ phải nhường đường thẳng nữ tài xế vẫn vô cùng ủy khuất cảnh sát vứt bỏ ngươi nói những cái kia không nói cái này đưa thức ăn bên ngoài đụng hỏng xe mới của ta chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao những lời này đem lý nghị ngồi ở trên đường xá trực tiếp cho tức cười thấy đồ ăn bốc mùi còn ở một bên cười mình, nữ tài xế quả thực giận không kềm được. Cảnh sát, hắn vừa rồi còn mắng tôi, anh mặc kệ. Hắn mắng ngươi cái gì? Hắn mắng ta không có đầu óc. Cảnh sát giao thông hết sức chuyên nghiệp nhịn cười, dùng ánh mắt nói với Lý Nghị. Nói thật cái gì chứ? Chương 7 Ta giúp ngươi xoa một chút. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thế nào kỳ sĩ huynh đệ? cần đi bệnh viện quay phim sao? Đối mặt với sự quan tâm của cảnh sát giao thông, Lý Nghị khoát tay áo. Quên đi, không tổn thương đến xương. Tôi còn phải chạy hóa đơn kiếm tiền, không muốn lãng phí thời gian ở bệnh viện. Cảnh sát giao thông nhìn con lừa điện bị đâm hỏng, lại nhìn Lý Nghị. Thật không dễ dàng. Cảnh sát giao thông quay đầu nói với nữ tài xế. Hai người trao đổi phương thức liên lạc đi. Cô gái, cô phải bồi thường tiền sửa xe và phí làm lỡ 5 ngày. Một ngày tính theo 200, tổng cộng 1.000 tệ. Nữ tài xế vừa nghe liền không vui. Sai rồi cảnh sát. Còn bắt tôi bồi thường phí làm lỡ việc, còn muốn một nghìn tệ. Cảnh sát giao thông nhanh chóng viết nhận định trách nhiệm, mí mắt cũng không nâng lên. Hai trăm ngày không tính là cao, người khác cưỡi ngựa còn cảm thấy thiệt thòi. Lý Nghị đương nhiên cảm thấy thiệt thòi nguyên bản hắn thông qua hệ thống phù đồ, một ngày chạy 50 đơn có thể thu nhập hơn vạn. Hiện tại chân phải mặc dù nói không có gãy xương, nhưng hành động bất tiện khẳng định là có. Tổn thất trong lúc dưỡng thương, ít nhất cũng có mấy vạn. Trải qua cảnh sát giao thông kiên nhẫn trao đổi một lần lại một lần, nữ tài xế rốt cục miễn cưỡng nhận được giấy định trách, gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Sau đó hai người thêm uy chát. Lúc này, Lý Nghị mới biết cô tên là Trương Thiến Thiến, năm nay 24 tuổi. Nhìn Trương Thiến Thiến lắc lắc eo thon nhỏ tức giận chui vào mini, sau đó nghênh ngang rời đi. Lý Nghị cũng đỡ con lừa điện nhỏ dậy, khập khiển thi hành ở cửa hàng sửa xe. Trục chuyển hướng của chiếc xe này đều bị đụng công, đèn xe, bánh trước cũng đều bị phế. Muốn sửa chữa phỏng chừng phải năm sáu trăm. Ông chủ cửa hàng xe điện hỏi Lý Nghị. Xe điện cũ của anh tốn bao nhiêu tiền mua? 600. Ách, à, vậy ngươi còn sửa không? Nhìn chiến hữu, làm bạn với mình đã lâu, Lý Nghị kiên định nói. Sửa. Vậy đại khái 3 đến 5 ngày sửa xong, anh chờ điện thoại của tôi đi. Để cho Lý Nghị nóng lòng kiếm tiền ngừng kinh doanh từ 3 đến 5 ngày, đó là không thể nào. Vì thế ánh mắt của hắn bắt đầu lục soát trong cửa hàng xe một chiếc số 9 gần như mới tin lập tức hấp dẫn ánh mắt Lý Nghị. Ông chủ, chiếc xe số 9 này có lai lịch gì? À, một tiểu tử mua đồ ăn bên ngoài. Kết quả mới chạy được một tháng, nói là vừa vất vả lại không kiếm được tiền, liền bán cho tôi. Ánh mắt ông chủ trở nên giảo hoạt. Anh là khách quen, nếu muốn thì 2.800 cho anh. Lý Nghị Vân Đạm Phong khinh nói, 2.200, đây chính là N70 giá gốc hơn Thấp nhất là 2.500. 2.200. Không được không được, ngươi xem thai nóng chảy giống như mới, thấp nhất là 2.500. Thấy Lý Nghị làm bộ muốn rút lui, ông chủ vội vàng nói thêm. 2.300, 2.300, không kiếm được tiền thì không kiếm được tiền. 2.200. Ông chủ tìm. Sau khi chuyển sổ sách, Lý Nghị hết sức hài lòng cưỡi số 9 của mình, trở về phòng đơn nhỏ của mình không phải xe mới không mua nổi mà là đôi khi xe cũ có tính giá cao hơn lý nghị tuy rằng trong túi có tiền nhưng mỗi một phân tiền đều là hắn vất vả chạy ra ngoài bán kiếm được có thể tiết kiệm thì tiết kiệm vừa vào phòng anh phát hiện em vợ tống hiểu mẫn đang giúp anh thay ga giường anh rể chân anh làm sao vậy tống hiểu mẫn thấy lý nghị khập khiễng vào nhà lập tức buông đồ trong tay xuống tiến lên quan tâm trên đường xảy ra sự cố nhỏ không sao Tống Hiểu mẫn mạnh mẽ kéo ống quần Lý Nghị lên, mắt to lập tức đỏ lên. Còn nói không sao, phá vài lỗ hổng, còn xanh một mảng lớn như vậy. Chỉ là vết thương ngoài da, chút thương này đối với kỳ sĩ mà nói thật không tính là gì. Tống Hiểu mẫn căn bản nghe không lọc lời Lý Nghị, sau khi trừng mắt nhìn hắn một cái, liền đứng dậy đi lấy hầm thuốc. Nàng vừa bôi thuốc đỏ lên miệng vết thương, vừa nói. Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, cũng đừng tắm rửa, vết thương không thể thấy nước lý nghị vui vẻ nói không tắm rửa sao được cậu xem tôi ngã cả người đầy bụi anh đi lấy chậu nước ấm giúp em lau một chút là được lý nghị cũng muốn cho vết thương mau chóng tốt lên mau chóng bắt đầu kiếm tiền liền gật gật đầu được hiểu mẫn em đi lấy chậu nước ấm anh đi vệ sinh thay quần đùi rất nhanh khi tống hiểu mẫn bưng chậu nước đi vào nhà vệ sinh lý nghị đã mặc quần đùi mình trần ngồi trên ghế tròn. Lúc này cô cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lót bó sát người màu đen, đường công thân trên trẻ trung uyển chuyển lộ ra không bỏ sót. Phía dưới váy ngắn cao bồi, là một đôi chân ngọc trân bóng, dẫm lên chiếc dép chữ nhân cỡ lớn của Lý Nghị. Tống hiểu mẫn đỏ mặt, lấy khăn lông ngâm nước ấm, sau khi vắt khô, từng chút từng chút nghiêm túc chà lau thân thể cường tráng của Lý Nghị. Khi lau đến nửa người dưới, Tống Hiểu Mẫn thình lình phát hiện, lý nghị không chỉ có trên đùi phải có vết thương mới trên đùi trái còn có vài vết sẹo cũ vừa khép lại không lâu nước mắt trong suốt lập tức tràn mi anh rể lý nghị cúi đầu phát hiện tống hiểu mẫn đang đau lòng khẽ vuốt ve vết sẹo cũ trên đùi trái mình đành phải an ủi hiểu mẫn không có việc gì trên người đàn ông ít nhiều có chút sẹo nhưng nước mắt tống hiểu mẫn căn bản không ngừng được nàng lập tức nhào vào trong ngực lý nghị nức nở nói ô ô ô tỷ phu ngươi vội và kiếm tiền cũng phải bảo vệ tốt chính mình ngày mai anh sẽ bắt đầu tìm việc làm thêm cùng em kiếm tiền trả nợ hu 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 lý nghị vuốt ve cái đầu nhỏ của tống hiểu mẫn ngửi mùi hoa nhài dễ ngửi trên người cô như thế nào lớn lên không nghe lời tỷ phu sao đã nói trước khi tốt nghiệp đại học anh dễ chịu trách nhiệm không được làm việc chậm trễ học tập nhưng mà không có nhưng mà Tống Hiểu Mẫn luôn luôn rất nghe lời Lý Nghị, thấy hắn kiên trì liền không nhiều lời nữa, chỉ gắt gao dựa sát vào trong lòng hắn. Đột nhiên, nàng cảm giác có chút khác thường. "Anh rể, cái gì cấn vào em vậy?" Chương 8. Người cưỡi ngựa nội quyển. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tống Hiểu Mẫn phản ứng rất nhanh, lập tức từ trong ngực Lý Nghị bắn ra. "Anh rể, cái kia, nước kia sắp lạnh rồi, em đi đun chút nước nóng." Sau đó khuôn mặt đỏ bừng mà thoát khỏi toilet. Sau khi Tống Hiểu Mẫn đi ra ngoài, Lý Nghị mới phát hiện mình bất tri bất giác dựng lều trại lên. Nhìn lều trại cao vút trong mây, Lý Nghị cũng có chút xấu hổ. Hẳn là cùng Lý Khiết Đại chiến 400 hiệp, một lần nữa đánh thức cự long này. Thật là xấu hổ, hy vọng Hiểu Mẫn không cần suy nghĩ nhiều. Mà lúc này Tống Hiểu Mẫn đang nấu nước trong phòng khách, khóe miệng không kiềm chế được vui vẻ buổi sáng ngày hôm sau lý nghị vừa xuống lầu liền thấy tống hiểu mẫn mang theo bữa sáng đang chờ mình quần jean giày thể thao cộng thêm áo khoác thể thao vừa người tràn ngập hơi thở thanh xuân động lòng người rất đúng giờ mà vậy thì không trước khi anh rễ lành vết thương em chính là tiểu trợ lý của anh tống hiểu mẫn lại đau lòng khuyên nhủ anh rễ hay là anh nghỉ ngơi vài ngày rồi chạy hóa đơn đi lý nghị lắc đầu xử lý sớm một chút lau miệng vung tay lên lên xe đi thời đại này cái gì cũng có thể dừng duy chỉ có kiếm tiền là không thể dừng cửa bắt học viện công thương lưu ba đang cùng mấy kỵ sĩ vừa hút thuốc khoác lác vừa chờ đơn hàng các ngươi xem hiện tại đi ra ngoài bán thời gian mỗi một người đều mang theo bạn gái của mình đưa hóa đơn nhìn trên ghế sau của người khác có em gái trẻ tuổi làm cho đám lưu ba này hâm mộ không thôi có phải sau này ghế sau không có em gái cũng không tiện cùng kỵ sĩ khác chào hỏi. Ai ai, các cậu xem, cô gái cưỡi số 9 kia thật xinh đẹp. Người đẹp đâu rồi? Ta đi, chân dài eo nhỏ, ngực cũng không nhỏ. Khuôn mặt cũng xinh đẹp. Cực phẩm cực phẩm. Lưu Ba đột nhiên vỗ đùi một cái nói. Đậu má, người cưỡi số 9 không phải là anh Nghị sao? Nghị ca, bên này bên này. Nghe thấy bọn Lưu Ba chào hỏi, lý nghị đầu tiên là nói với Tống Hiểu Mẫn. Cơm giò heo Long Giang lấy số 51, bún ốc liễu cô nương lấy số 77 số 78, thấy rõ danh sách đừng lấy nhầm. Thấy Tống Hiểu Mẫn buộc tóc dài thành đuôi ngựa già dặn, tiếp theo vui vẻ đi lấy cơm, Lý Nghị mới khập khiển đi về phía đám người lưu ba. Ơ Nghị ca, sao lại què vậy? Vớ vẩn, ai què? Hôm qua tôi bị nữ tài xế từ biệt, bị thương ngoài da mà thôi ai nghị ca chúng ta nếu có thể giống như ngươi ngầm đến xinh đẹp như vậy dáng người lại tốt bạn gái chính là chân thật què cũng đáng a ha ha nếu tôi có bạn gái xinh đẹp như vậy căn bản sẽ không ra khỏi nhà một bước móa các ngươi đám sắt quỷ này lý nghị nhạc nói mỗi ngày ngồi sổng ở công thương học viện cửa nơi nào là đang chờ đơn hoàn toàn chính là xem mùi tử tới hắn vừa nói chuyện với đám kỵ sĩ vừa móc ra hai hộp lam lâu ném cho bọn họ đợi lát nữa mắt đều đạp ngựa cho ta quy củ một chút đó là em vợ ta tới hỗ trợ ta anh nghị không phải đã ly hôn rồi sao em vợ ở đâu ra đúng vậy đúng vậy nghị ca lão ngưu ăn cỏ non còn ngại thừa nhận ha 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 trong lúc nói chuyện tống hiểu mẫn lấy xong ba phần thức ăn bên ngoài vui vẻ về tới bên người lý nghị anh rể đồ ăn đã chuẩn bị xong chúng ta xuất phát đi phát hiện ánh mắt mọi người bên cạnh đều tập trung trên người mình tống hiểu mẫn liền hào phóng vẫy tay với đám người lưu ba chào mọi người anh rể anh và bạn anh nói chuyện sau đi nếu không chúng ta sẽ vượt thời gian nhìn tống hiểu mẫn thân mật kéo cánh tay lý nghị trở về bên cạnh xe nghiêm túc bỏ mấy phần thức ăn bên ngoài vào hộp giữ ấm sau đó nhu thuận bước lên ghế sau ông eo lý nghị lý nghị vẻ mặt đắc ý cười tòa kỵ mới của mình cố ý lượng một vòng trước mắt các kỵ sĩ, sau đó nghênh ngang rời đi. Tiếp theo đám người lưu ba kêu trên một trận. Đậu má, thật đúng là em vợ. Nếu đóng phim này thì sao? Đậu má, trước cùng giải quyết tỷ tỷ, hiện tại mùi mùi lại dán lên, đạp ngựa còn có vương pháp hay không? Địch, nghị ca cùng ta đồng dạng là kỵ sĩ. Ta đạp ngựa trong lòng không công bằng. Nằm rảnh nằm rảnh. Chương 9 Cha ruột vẫn là cha nuôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Nghị đi đứng không tiện, chỉ phụ trách đạp xe, tống hiểu mẫn phụ trách lấy cơm và đưa cơm. Hôm đó hai người bận rộn đến gần 9 giờ tối, mới dừng lại ăn cơm tối. Đi vào một quán mì thịt bò tương dương, Lý Nghị nói với quầy. Ông chủ, một chén mì thịt bò, một chén mì đậu hủ trong biển. Được rồi, 16 đồng, 7 đồng, tổng cộng 23 tự mình quét mã. Tống Hiểu Mẫn có chút mệt mỏi ở bên cạnh hỏi: "Anh rể, hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền?" "200." "À, hai người chạy cả ngày mới kiếm được 200 đồng à?" Tống Hiểu Mẫn hơi ủy khuất nói: "Vậy em cũng ăn mì đậu hủ trong biển thôi." Lý Nghị vui vẻ nói: "Kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy, nhưng ăn cơm thì không thể tiết kiệm, đặc biệt là em còn đang trong giai đoạn phát dục." còn phải phát triển thân thể. Anh lấy điện thoại ra, quét 27 đồng. Ông chủ, mỗi bác thêm một quả trứng chiên. Được rồi. Nghe Lý Nghị nói xong, Tống Hiểu Mẫn theo bản năng cúi đầu nhìn ngực mình. Tuy nói dãy núi dần dần nổi lên, nhưng khẳng định so ra kém kỳ cảnh hiểm phong của tỷ tỷ Tống Hiểu Tình. Sắc mặt Tống Hiểu Mẫn trong nháy mắt nóng lên, ngoan ngoãn bưng mì thịt bò của mình đi tìm chỗ ngồi. Lý Nghị căn bản không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận mì đậu hũ trong biển của mình, ngồi xuống đối diện Tống Hiểu Mẫn, há to miệng ăn. Sau khi gió cuốn mây tan, hắn lấy điện thoại di động ra, mở app phù đồ ra. Đẳng cấp. 4 người cưỡi ngựa chỉ thưởng. Mỗi đơn thưởng 300 tệ, loại đơn đặt hàng không giới hạn, không bao gồm đơn vượt thời gian, đơn giả, nhiệm vụ. Vì Trần Sĩ Nghiệp chủ trì công đạo, nhiệm vụ tiến độ. 0% thành tựu đổi một nhóm, Ngụy Vũ Di Phong, đối phương toàn trách, số dư. 9.000, tuy rằng hôm nay hắn và Tống Hiểu Mẫn lần đầu phối hợp, một ngày chỉ hoàn thành 30 đơn đặt hàng. Nhưng bởi vì sau khi bị Trương Thiến Thiến đụng vào, ngoài ý muốn đạt được thành tựu khiến hệ thống lại tăng lên một cấp, cho nên hôm nay vẫn có 9.000 đồng vào sổ sách. Vừa rồi hắn nói một ngày 200, chỉ là tiền lương cơ bản mà thôi. Anh rể, anh thật lợi hại. Tống Hiểu Mẫn mới ăn non nửa bát mì dừng đổ nói. Nhiều nhà hàng như vậy mặc tiền, nhiều như vậy tiểu khu, thậm chí tòa nhà nào, mấy đơn vị vị trí ngươi đều nhớ rõ ràng, hoàn toàn không cần điện thoại di động hướng dẫn. Lý Nghị bình tĩnh nói. Đây đều là kiến thức cơ bản của kỵ sĩ. Vậy bình thường khi chân cậu không bị thương, một ngày nhiều nhất có thể đưa bao nhiêu đơn? 50 đến 60 đơn. Lợi hại như vậy. Cái búa lợi hại, đang vương chân chính lợi hại, một ngày chạy 80 đơn, 100 đơn cũng không thành vấn đề. Tống Hiểu Mẫn đột nhiên biểu môi, nói ra. Vậy hôm nay chúng ta mới đưa 30 đơn, chỉ vượt qua ngươi bình thường một nửa trình độ, tỷ phu, có phải hay không ta kéo ngươi chân sau? Lý Nghị vui vẻ nói. Ha ha, tôi không biết tốt xấu như vậy sao? Không có chân dài của anh hỗ trợ, hôm nay tôi đưa 10 đơn cũng khó khăn. Tống Hiểu mẫn nghe xong trong lòng vui sướng. Chân cũng không dài như vậy, tôi cũng chỉ mới 170 mà thôi. Trải qua rèn luyện, mấy ngày sau hai người Tống Lý phối hợp càng ngày càng ăn ý. Trung bình mỗi ngày đều có thể hoàn thành 40 lần khởi động. Trong thời gian 5 ngày dưỡng thương, Lý Nghị thông qua hệ thống phù đồ, kiếm thêm 60 ngàn. Xem tài khoản ngân hàng của mình. Số dư 107.852.52, lúc này vết bầm tím trên đùi đã hoàn toàn biến mất, hành động cơ bản khôi phục bình thường. Sau khi kiên trì để Tống Hiểu Mẫn trở về trường học, Lý Nghị liền bắt đầu gửi uy chát cho nữ tài xế BMW. Trương Thiến Thiến Lý Xin chào, đây là hóa đơn sửa xe điện của tôi, một nghìn tệ. Cộng thêm phí làm lỡ do cảnh sát giao thông ấn định, xin chuyển cho tôi tổng cộng hai nghìn tệ chi phí sửa chữa là một nghìn đô, anh lừa người à. Cái xe điện cách nát của anh cũng không đáng giá một nghìn tệ chứ. Lý. Cậu xem hình ảnh hóa đơn tôi gửi cho cậu, nhanh chóng chuyển tiền khi nào thì chuyển tiền cho tôi. Lý. Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bị từ chối bởi bên kia thiến thiến không ăn chay mở ra bạn tốt xác minh, ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Xin trước gửi đi bạn tốt xác minh yêu cầu đối phương xác minh thông qua sau đó mới có thể nói chuyện phím gửi đi bạn tốt xác minh y lý nghị đậu má không bồi thường tiền còn xóa uy chát của tôi hư hư trương thiến thiến ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì cái này hai nghìn khối trả giá thật lớn xế chiều ngày hôm sau lưu ba đạp xe đến trước cửa một cửa thành băng mật tuyết lý nghị đang mang theo hai ly đồ uống đang chờ hắn lưu ba tươi cười nhận lấy trà sữa ờ à, anh nghị, mời em uống mật ong. Mật tuyết băng thành rất được quần thể kỵ sĩ hoan nghênh. Không có hắn, duy thực huệ nhỉ. Ai ngờ Lý Nghị lại móc ra hai hộp thuốc lá hoàng hạt lâu 40 tệ, đưa cho Lưu Ba. Ánh mắt Lưu Ba càng hiếp lại thành hai cái khe. Ờ, ngạnh trân. Nghị ca có chuyện gì tìm huynh để ta hỗ trợ, nói thẳng là được, còn mua thuốc lá làm gì? Vừa nói chuyện, hắn vừa cất hai hộp thuốc lá vào trong túi lý nghị lấy điện thoại di động ra nói với lưu ba biển số xe và ảnh chụp bằng lái xe của cô ấy tôi đều gửi cho anh rồi ba tử mấy ngày nay cậu đừng chạy hóa đơn nữa giúp tôi sợ đấy của cô ấy tôi tính phí theo ngày cho cậu lưu ba kính lý nghị một điếu thuốc lại chăm cho mình một điếu nghị ca chính là đám đàn bà này đem ngươi từ biệt đúng từ chỗ cô ấy không cần tôi có thể lúc ấy đang chuẩn bị lái vào tiểu khu giai triệu nghiệp, rất có thể cô ấy ở trong đó. Lưu Ba hút một hơi thuốc. Có biển số xe có khu chung cư, cuộc sống này không có gì khó khăn. Khu chung cư giai triệu nghiệp. Giá nhà không rẻ. Lý Nghị lộ ra nụ cười ý vị thăm trường. Tuổi còn trẻ, ở tiểu khu cao cấp, lái xe tốt. Ba tử ngươi giúp ta điều tra, trả tiền cho nàng rốt cuộc là cha ruột, hay là cha nuôi của nàng. Chương 10 Người người đều có điểm yếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi chân phải khôi phục, Lý Nghị lại bắt đầu tâm không tạp niệm kiếm tiền Tuy rằng không có tống hiểu mẫn ở ghế sau làm bạn, trên đường đưa hóa đơn có vẻ nhàm chán hơn rất nhiều Nhưng buồn tẻ kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền, cũng có một phen lạc thú khác Liên tục chạy 5 ngày, mỗi ngày 50 đơn, mỗi ngày vào 15 ngàn tiền mặt trên tài khoản ngân hàng của Lý Nghị lên tới 180.000. Bên Lưu Ba cũng đồng thời truyền đến tin tức tốt. Trước cửa thành mật tuyết băng, Lưu Ba đưa một túi văn kiện cho Lý Nghị. Lý Nghị lập tức mở túi ra nhìn, rất nhanh tươi cười rạng rỡ. Chuyên nghiệp, ba tử cậu thật chuyên nghiệp đạp ngựa. Không hổ ngoại hiệu của ngươi là Giang Thành Bách Sự Thông. Lưu Ba bình tĩnh uống trà sữa, nhai trân châu. Anh nghị đoán không sai trương thiến thiến này đúng là một bà hai được bao dưỡng tôi ở tiểu khu giai triệu nghiệp theo dõi cô ấy mấy ngày phát hiện cô ấy ra ngoài không phải đi dạo phố thì cũng lấy bưu kiện căn bản không cần đi làm nhà của giai triệu nghiệp cũng không phải tên của trương thiến thiến chủ nhà tên là trịnh thủ tài nghe nói là một ông chủ bán vật liệu xây dựng hẳn là cha nuôi của cô ta lý nghị lật văn kiện hỏi trịnh thủ tài này anh đã gặp qua chưa không. Mấy ngày nay tôi theo dõi, cũng không thấy hắn tới tìm Trương Thiến Thiến. Lưu Ba chỉ vào chiếc Mercedes màu đen nói. Vẫn là thông qua người quen trong quản lý của tôi, điều chỉnh camera, mới phát hiện trịnh thủ tài một hai tháng mới tới một lần. Cũng không biết trịnh lão bản là tình nhân nhiều lắm, hay là lớn tuổi thân thể không được. Lý Nghị nghe xong khẽ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra chuyển cho Lưu Ba 2.000 đồng. Ba tử, trong sở quản lý xe cậu có người quen, bước tiếp theo thông qua chiếc Mercedes này tiếp tục điều tra Trịnh Thủ Tài. Đặc biệt là muốn nhìn xem điểm yếu của hắn ở chỗ nào. Thấy Lưu Ba còn có chút khó hiểu, Lý Nghị giải thích tiếp. Mỗi người đều có điểm yếu, cha của Kim Chủ Trịnh Thủ Tài chính là điểm yếu của Trương Thiến Thiến. Nếu như ta đắn đo Kim Chủ Ba ba điểm yếu, kia Trương Thiến Thiến còn không phải bị ta tay nắm bóp. Tiểu khu giai triệu nghiệp, dưới lầu tòa nhà 18 tòa nhà hai. Trương Thiến Thiến mặc một chiếc váy màu xanh da trời, đang chuẩn bị ra ngoài lấy chuyển phát nhanh. Cô phát hiện một chiếc xe ôm số 9 dừng ở cửa hành lang, mà Lý Nghị đang nhàn nhã ngồi ở trên xe. Là ngươi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đương nhiên là tìm anh rồi. Trương Thiến Thiến lập tức khẩn trương. Sao anh biết em ở đây? Anh muốn làm gì? Lý Nghị vẻ mặt bình tĩnh cậu nợ tôi 2.000 đồng, chuyển cho tôi tôi lập tức trời đi. Ai nợ tiền anh, cảnh sát giao thông kia định trách có vấn đề, tôi không phục. Tiền tôi một xu cũng sẽ không cho, anh có bản lĩnh thì đến tòa án kiện tôi đi. Lý Nghị căn bản không tiếp lời Trương Thiến Thiến, ánh mắt tập trung vào đôi đùi đẹp trân bóng trắng nõn của cô. Lần trước đụng xe anh không để ý nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện dáng người Trương Thiến Thiến quả thật có nguyên liệu. Ý nghĩ tà ác trong nháy mắt hình thành. Trương Thiến Thiến thấy Lý Nghị im lặng không lên tiếng, còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục dây dưa với mình. Anh giao đồ ăn bên ngoài thật thú vị, vì hai nghìn đồng còn tìm đến nhà người ta. Anh mau đi đi, tôi nói cho anh biết, nếu anh còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Ai ngờ còn không đợi nàng nói xong, Lý Nghị liền vẽ mặt bình tĩnh bước lên số 9, không nói một lời cưỡi đi. Trương Thiến Thiến vẽ mặt đắc ý. Đồ ăn thối còn dám tới uy hiếp tôi. Vừa nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, lập tức bị dọa đi Trước cửa trường nhất trung gian thành, Lý Nghị gõ cửa sổ một chiếc Mercedes màu đen Trịnh Thủ Tài xuống xe thủy tinh, nhìn nhìn Lý Nghị số 9 phía sau hộp giữ ấm, nói ra Tiểu ca, anh tìm nhầm xe rồi, em không gọi đồ ăn bên ngoài Lý Nghị mỉm cười lấy ra một tờ giấy A4, đưa cho Trịnh Thủ Tài Trịnh Thủ Tài như lọc vào sương mù nhận lấy dĩ nhiên là một tổ hình ảnh mình kéo trương thiến thiến ra vào tiểu khu giai triệu nghiệp ngươi đạp ngựa là ai đây là ý gì không đợi lý nghị mở miệng trịnh thủ tài hừ lạnh một tiếng nói tiếp vợ tôi biết tôi ở bên ngoài có tình huống tôi mặc kệ anh là ai muốn tống tiền tôi cũng không có cửa đâu bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát thấy trịnh thủ tài lấy điện thoại di động ra muốn đánh yêu yêu linh lý nghị vui vẻ ai nói ta muốn tìm ngươi đòi tiền? Trình thủ tài lại là vẻ mặt khó hiểu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khóe miệng lý nghị lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt chuyển hướng cổng trường Giang Thành nhất trung. Con gái anh Trịnh Gia Giai năm nay học lớp 12. Nếu nó biết ba nó nuôi một người tình nhỏ không lớn bằng nó mấy tuổi, không biết có ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học năm sau không? Nghe Lý Nghị nói xong, vẻ mặt trịnh thủ tài xanh mét, ngữ khí hòa hoãn nói. Tiểu ca, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ta có thể làm khẳng định tận lực làm. Bên tai Lý Nghị truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đạt được thành tựu. Sơ cấp uy hiếp, điểm kinh nghiệm 500, đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp, Lý Nghị nhất thời tâm tình càng tốt, lấy điện thoại di động ra vừa kiểm tra áp phù đồ, vừa nói với trịnh thủ tài. Ông chủ trịnh yên tâm, chuyện tôi nhờ ông hỗ trợ vô cùng đơn giản cô chỉ cần làm theo ý tôi gọi điện thoại cho trương thiến thiến là được